Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình chỗ này là mấy củ su hào này các bạn. Cái loại su hào đây là một cái món ăn của người miền Bắc. Mà thường thường là tới cuối năm là người ta hay trồng để bán này các bạn. Buổi sáng nay mình đi chợ mình mua khoảng mấy củ su hào về. Hôm nay mình sẽ nấu cái món ăn mà có cái tên là củ su hào nấu với lại thịt ba chỉ ha các bạn ha. Thì cái nguyên liệu để làm nữa là thịt ba chỉ nè các bạn. Chỗ này mình mua khoảng 3 lạng thịt ba chỉ. Mà các bạn thấy cái miếng thịt ba chỉ ngon không nè. Rồi cái nguyên liệu mà để mình làm cái món này á, là gồm có đây là hành tím mình đã băm nhỏ nè. Đây hành lá sắc nhỏ nè. Rồi này là bột nêm, tiêu. Và mình khi ướp thịt mình cũng cho một xíu cái nước màu để cho nó có màu các bạn nha. Thì đầu tiên á, là mình sẽ cắt cái thịt ba chỉ này ra thành miếng nhỏ cho các bạn ha. Sáng nay mình mua được cái miếng thịt ba chỉ này nhìn nó cũng ngon này các bạn. Mình không cần phải cắt mỏng lắm nha các bạn ha. Mình cắt miếng vừa vừa ăn. Đây các bạn thấy nè, mình cắt như cỡ này thôi nè ha. Đó. Và mình sẽ cắt cho nó hết cái miếng thịt này luôn nha các bạn nha. Sau khi mà mình đã sắp xong thịt hết rồi nè các bạn, mình cho vô tô và bây giờ là mình sẽ ướp những cái gia vị nó vô ha các bạn nha. Cái chỗ hành củ này mình băm nhiều là mình sẽ ướp vô khoảng một nửa thôi các bạn. Còn để một nửa, để một lát nữa này mình còn tao với dầu ăn ha. Rồi mình sẽ cho vô đây khoảng cỡ một muỗng rưỡi cái bột nêm nha. Mình ướp cái bột nêm trước, còn khi mà mình nấu mình sẽ cho nước mắm thêm nha. Và mình cũng cho vô đây khoảng cỡ một muỗng tiêu này các bạn. Và mình cho vô đây một ít cái nước màu á các bạn, để cho khi mà mình nấu lên á thì nó cũng có cái màu nó đẹp. Tại vì mình nấu với cái củ su hào á, cái củ su hào nó cũng trắng. Cho nên là khi mà mình ướp như vậy rồi mình nấu thì nó sẽ có cái màu vàng vàng nó đẹp. Chủ yếu là mình tạo màu thôi các bạn. Mình đã đảo đều xong rồi nè các bạn, thì mình sẽ để nó qua một bên ha. Rồi bây giờ là mình sẽ làm tới cái củ su hào này các bạn. Mình cắt mấy cái lá của nó đi đã nha. Cái loại củ su hào này thì mình thấy là thường thường thì người Bắc là hay ăn. Mà họ cũng hay bán vào cái dịp mà cuối năm á. Bây giờ đầu tiên á là cái củ nó như vậy này. Mình sẽ cắt đi cái đầu của nó và mình để nguyên cái vỏ đầu của nó để mình ăn luôn này các bạn. Mình đã cắt ra như vậy rồi, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ thành từng miếng nữa này các bạn ha. Cắt vừa vừa thôi, những cái miếng nó vừa vừa thôi. Mình sẽ lấy cái phần này nè các bạn ha. Còn riêng về cái củ của nó là mình phải lột cái vỏ đi các bạn nha. Mình mua được những cái củ su hào này cũng non này các bạn. Lột cái lớp vỏ này đi của nó nè. Củ su hào mình đã lột xong rồi là các bạn. Bây giờ mình cũng cắt ra từng miếng như vậy ha các bạn ha. Đó, như đầu tiên là mình cắt ra như vậy đó các bạn. Rồi mình sẽ cắt lại cho nó những cái miếng nó vừa vừa ăn như vậy thôi nè. Và mình sẽ cắt như vậy cho nó hết cái số còn hai củ và số này. Còn riêng cái lá các bạn, mình sẽ lựa những cái lá non mình ăn thôi ha. Còn cái lá già thì mình không ăn. Lá già thì mình bỏ đi nha, tại vì cái lá già nó sơ lắm các bạn. Mình cũng cắt nó thành từng khúc rồi nè các bạn ha. Cái củ này mình đã cắt ra xong rồi, mình rửa sạch sẽ, mình để ra cho ráo nước rồi các bạn ha. Rồi ở trên bếp đây nè các bạn, mình bật bếp lên rồi mình cho cái nồi lên nè. Và cho khoảng một muỗng dầu ăn nè. Và mình đã thấy nó sôi sôi rồi, mình cho cái số hành khi nãy còn nè các bạn nè. Để lại để mình tao với dầu ăn này. Tao mình đảo cho nó thơm nha các bạn ha.
khi dầu khi mà hành đã thơm mình sẽ cho cái chỗ thịt mà mình ướp cái nãy vô này các bạn. Mình đảo nhanh nhanh tay cho nó khỏi bị cháy, cho nó khỏi bị dính vô nồi này các bạn. Khi mình đảo thịt nó đã hơi chân rồi này các bạn nè, thì mình sẽ cho cái củ su hào vô nè các bạn ha. Rồi mình đảo cho đều nha. Rồi bây giờ là mình sẽ nêm vô nè các bạn. Trên tay mình là mình nêm khoảng chừng này nước mắm nè, vì khi nãy mà mình ướp vào trong thịt là khoảng cỡ một muỗng rưỡi cái bột nêm rồi, giờ mình nêm nước mắm nè. Và mình cũng nêm vô xíu đường á các bạn, để cho cái vị nó dịu dịu các bạn ha. Cho khoảng chừng này thôi nè, đường. Rồi cứ như vậy là mình đảo ha. Khi mình đảo được một chập rồi á các bạn ha, thì bây giờ là mình chế nước vô để mình nấu cho nó mềm nha các bạn ha. Vì cái củ su hào này mình ăn nó mềm vô, cũng như là thịt này khi mà mình nấu nó mềm thì nó mới ngon nha các bạn. Mình sẽ chế nước vô nè. Mình sẽ cho nước nó hơi xâm xấp với lại cái củ su hào với thịt. Rồi mình đậy nắp lại để mình nấu cho nó mềm nha các bạn nha. Đậy nắp lại. Sau khi mà mình đã đậy nắp lại rồi, mình đã nấu, mình đã thấy nó mềm rồi nè các bạn nè. Cái củ nó mềm nè, đó, như mình ấy, mình đó mà nó bể ra làm hai là mềm rồi. Rồi trước khi mà mình nhắc xuống là mình cho vô ít bột ngọt nữa các bạn ha. Khi nào mình cũng nêm cái bột ngọt vô sau cùng ha. Rồi mình cũng cho cái hành lá mà mình cắt nhỏ vô này các bạn. Đã nhẹ nhẹ thôi vì nó đã mềm này. Cho hành lá cắt nhỏ vô. Như vậy là cái nồi củ su hào và nấu với lại thịt ba chỉ của mình đã xong rồi. Mình tắt bếp đi ha. Và mình cũng múc nó ra đĩa để cho các bạn xem luôn nha. Và các bạn thấy không nè, cái củ su hào mà mình để lửa lâu lâu á các bạn, nó rất là mềm nè. Thịt cũng mềm mà củ su hào cũng mềm. Mình nấu vô mình không có nấu mặn đâu các bạn, mình nấu nó nhạt nhạt thôi. Mình sẽ ăn nó được nhiều rau các bạn ha. Cái loại củ su hào này á, là người ta cũng dùng để làm dưa món nữa đó các bạn. Nếu như khi nào mà mình làm dưa món mà mình không mua được đu đủ á, là mình có thể mua củ su hào để mình làm dưa món cũng rất là ngon nha các bạn ha. Múc ra không hết rồi, mình múc như vậy thôi nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món su hào xào với lại thịt ba chỉ. Một đĩa su hào rất là ngon. Mến chào các bạn nha.